căn cứ kế hoạch số 217 KHTHCSVTT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Thạnh Trung về kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp năm học 2022 đến 2023. Được sự thống nhất của lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Thạnh Trung xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang năm học 2022 đến 2023 tiếp tục thực hiện đề án số 01 đa GDDT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở giai đoạn 2016 đến 2025. Định hướng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. Học sinh cuối cấp được trải nghiệm thực tiễn tại môi trường giáo dục nghề nghiệp của địa phương, từ đó cung cấp những nhận thức đúng đắn về động cơ, mục tiêu học tập giúp phụ huynh học sinh và học sinh xác định chính xác nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện hiện tại, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Hướng dẫn đoàn gồm lãnh đạo trường, tổng phụ trách, đội, giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 và cùng 309 học sinh khối 9 tham gia. Học sinh được nghe nhà trường cao đẳng nghề An Giang giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển nhà trường, các ngành nghề đang được đào tạo tại trường, các điều kiện sinh hoạt học tập tại trường. Cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương trình học. Trải nghiệm thực tế các buổi học tập và sinh hoạt của sinh viên, các tiết thực hành nghề nghiệp tại các nhà xưởng của trường. Nội dung tham quan thực tế tại các xưởng thực hành dự kiến sẽ chia thành hai đoàn, đoàn 1 gồm các lớp 9A1 đến 9A4, đoàn 2 gồm các lớp 9A5 đến 9A8 mỗi đoàn sẽ được hướng dẫn tham quan thực tế tại một khu xưởng thực hành sau đó sẽ hoán đổi địa điểm. Và món ăn đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, chú đáo và lịch sự. Lịch và công nghệ thời trang của trường cao đẳng nghề An Giang cũng thu hút được một số lượng lớn các em học sinh sinh viên. Các em được học thiết kế, cắt, may và các kiểu may đo và sản phẩm công nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung và trường cao đẳng nghề An Giang giao lưu văn nghệ tạo thêm không khí sôi nổi cho học sinh và sinh viên. Trên đây là kế tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tại trường cao đẳng nghề An Giang, năm học 2022-2023 của trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung.